Hello mọi người nha. Thì có thời gian sẽ dẫn con mình đi vô tất cả được cho một thứ đây. Thấy mở đẹp quá trời. Nhảy nè. Hai chồng. Rồi. Đấm lớp anh. Hết xu rồi. Cho 2 xu đây. Ok. Đâu đó anh bạn gì vậy? Cái gì vậy? Cho quánh hộp con mối cho rồi. Cái gì? Đó là trời. Đó là trời. Đứng đây. Đứng. Từ đây chơi cho hết bàn đi. Tới nước rồi. Ít thôi là giờ muốn cá rồi vậy. À, là sáu ông ra đúng không? Thank you.
Thank you.
Anh lại đổi ra mình lại. Lấy một hình cái bói, lấy một hình cái bói. Với bộ tôi kẻ mướt, kẻ mướt đừng có ăn cái đồ đâu lần mà mày bán dai đó đi đâu. Gì cũng cứu nội nữa rồi đó, quậy đi. Cái xấu rồi, cái xấu rồi. Cái này uống ăn bún đậu tôm ta làm cái xấu uống vài nữa bạn. Ừ. Xấu cái này nha. Để vô. Lấy cái liền gồng phòng. Nghe quán phim ngồi mà xuống đường các bạn nước nha. Để chào mọi người, tụi mình đã tới quán cà phê và đã order nước. Cuối gì ạ? Cuối trứng thôi, cuối đồ. Cuối gói kẹo. Cho hả? Chắc chắn được. Cái này không văng nữa rồi. Không lấy đâu, em ăn đi. Có bánh gì hay cưng vậy? Bánh gì vậy hay cưng hả? Của mình nha quý vị. Quẹ con nhỏ nó tan nát hết rồi. Có đâu làm cho em giải hả? Trận này mày ăn thử người ta cho mày giải. Quậy lắc bánh chanh của nhỏ nữa. Nãy kêu trà đào mà. Trà đào cam sả 3 ly. Một ly trà nhiệt đới, dội ngon quá à. Mời mọi người nha. Ừ, nãy anh kêu gì vậy? Anh chưa kêu đúng không? Anh kêu gì? Anh kêu chưa? Hỏi đời giùm em. Nói thật ơi. Nè, ở đây có hai con gảnh nè, đó, hai đứa gảnh nè. Nói gì ạ? Lạ gì? Lạ. Dính tay không? Dạ mở cái này. Có bánh không? Mời mọi người nha.
Trời ơi, là chợ nó rảnh kìa. Nó khui đồ chơi hết chợ luôn rồi nè. Mọi người thấy ghê không? Cấp xe lên bỏ này vô đây. Nãy có ghép phương trang không? Quy nói điện không được chứ ghép phương trang. Wow. Dạ. Thích hả anh? Dạ, thích hả? Chưa. Nãy tao nghe anh điện đấy, mới nãy anh nói anh ngủ luôn đó. Ly có nói gì không kìa? Tôi máy bay bà Men nha. Máy bay Quỳnh Quỳnh nha. Bà Men nha. Dạ bữa nó bay về nội bà chơi nha. Bye bye mấy bạn ơi. Vậy là đó xong một ngày mọi người ơi. Giờ này cũng chiều rồi, giờ tới nhà chắc cũng cỡ chiều tối cũng sắp bây giờ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video của hai cha con mình. Thì bé còn đi học, với lại kiểu như có mẹ bé thì bé mới lên nhà mình được mọi người ơi. Kêu năn nỉ sớm giờ lên nhà nội chơi không chịu lên. Không quen tại nhỏ lớn sống ở đây nên không có về nhà mình chơi được khoảng hơn mọi người. Thôi kệ, đi lớn thì đi về. Bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người.